Vâng, xin chào tất cả các bác. Lại đến với video em giới thiệu những sản phẩm mới về. Tiếp tục em về thêm được 3 cặp Bose 301 AV monitor dòng kịp âm cao cấp của dòng 3 series. Nó là những dòng nâng cấp từ những dòng 3 series 2, series 3. Đó là dòng AV monitor với có cấu hình gấp đôi so với những model trước, 150W trên một thùng và cấu hình thùng dày và nặng, chắc khỏe. Nên các bác là quánh ở cường độ lớn, phòng rộng thì chơi những cặp AV monitor rất là hay và có thể ghép được những chơi đẩy thoải mái luôn nha các bác. Chơi đẩy mình tại vì nó mang công suất cấp 2 những dòng loa kia. Giúp đẩy hai cặp, nếu mà con những con đẩy 1000W các bác chơi hai cặp như thế này là vô tư nha. Một cặp Bose 301 AV hàng tuyển bên em là giá 13.500.000. Và đây là một con tiếp tục về thêm một con Isotec BM8MK2. Đây là con cuối cùng trong đơn hàng em mua là được 3 con và về trong đơn lỉ là hai con trước là đã có chủ rồi. Con này về trong sáng nay cùng với ba cặp Bose này. Isotec BM8MK2 đẹp long lanh nha, ruột mới tinh nha các bác, nói chung là rất là mới, cực kỳ xuất sắc bộ housing. Đẹp xuất sắc keng A từ A tới Z. Thùng bát đẹp keng. Nó là mạch vàng gold nha các bác, chỉnh bát mic check từng vế luôn nha. Dòng này cực kỳ nổi tiếng của Marang rồi. BM8 nó có 3 dòng, dòng Isotec là dòng cao nhất, dòng BM8 trơn này, rồi BM8MK2, dòng Isotec BM8 là trước mắt các bác đang thấy. Giá là 30 triệu, con này là nặng size lớn, hậu rất là sâu. 400W, nặng trên 30kg. Giá là 30 triệu bao gồm phí ship nha. Chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt vài trăm cho các bác nha. Như con này các bác chuyển khoản đủ em bớt 300.000 này. Còn những cặp Bose này thì em bớt 200.000 nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên. Còn những có âm ly ít tiền thì cọc 10% trở lên nha các bác. Bose là toàn em tuyển về hàng đẹp hết nha các bác. Đẹp keng nha. Đây là một cặp, đây hai cặp, đây ba cặp đây. Bose 301 AV monitor. Dòng này thì nó nặng, một cái loa này nặng gấp 2 bằng 2 một cặp 3 series 3 đấy. Tại vì cái thùng nó dày, cũng nặng lắm. Tất cả gân zin hết nha các bác. Gân zin và cực đẹp luôn nha. Dòng này nó làm thiết kế rất là chắc chắn. Mỗi cái mở cái e-can loa thì cũng cảm thấy là rất là nặng và chắc rồi. Nên các bác đánh cường độ lớn thì nó khỏe đấy. Đều đúng cặp nha. Những cặp loa Bose thì là đúng cặp, là tuyến loa nó sẽ đều nhau nha. Đấy, như cặp này là có thấy chưa? Tuyến loa đều nhau là đúng cặp nha. Tất cả gần zin hết nha các bác. Loa là đẹp xuất sắc đấy nha. Đấy, các bác thấy này. Phía đây là hai cái chép. Gần zin, ốc ác là còn nguyên, chưa đụng chạm luôn nha. Trừ khi những cái dòng hàng công, hàng container thì nó mới là gân đã the, gân the thì họ phải mở ốc nha các bác. Còn đây là gân zin của loa nha, theo loa nha. Bác nào yêu thích gân zin thì alo cho em nha. Phía bên này là hai cái chép cho giải cao. Giá 13.500.000, chuyển khoản đủ còn là 13.300.000.